Sorry nha. Lâu rồi nè. Mỗi tuần lễ tôi chỉ cạo được có một lần vào ngày thứ hai thôi. Ê Dũng. Hai tiến sĩ quân. Tiến sĩ quân cà rô lúc nào, cuối cùng là lúc nào? Cuối cùng mỗi thứ hai. Mỗi thứ hai. Vẫn còn đẹp trai, vẫn còn đẹp trai như thường. Vẫn còn đẹp trai. Cà rô ở đâu không biết nữa. Hơi xanh một tí thôi. Trời ơi, sao trẻ thế? Mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi? Bà ngoại. Trời ơi. Còn hai giống đi bộ ấy. Oh, that was my job, dude. Cái này nghĩa là gì không? Đó là chiến thắng. Nhờ mẹ cầu nguyện á. Mẹ cầu nguyện sao? Sư dạy Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát, cộng sản Hào Rơn. Nguyễn Quốc Quân, Hào Rơn lại Mỹ. Sư dạy vậy thôi. Thôi mẹ khỏe là con vui rồi. Nha. Lâu lâu thế mệt, thế là xong cứ cúng Quan Âm Bồ Tát giống mẹ là cảm ơn tất cả quý vị. Tiến sĩ Quân lúc nào thì tiến sĩ ai là người cho tiến sĩ biết được về lại Mỹ tiến sĩ Quân? Tôi lên máy bay trước khi tôi leo lên máy bay khoảng 2 tiếng đồng hồ. Yeah. Nhưng mà tôi đánh hơi trước đó một tuần. Nhìn sắc mặt chúng là biết cái gì. Hơi đó đến từ đâu về tiến sĩ Quân? Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một không khí vui nhộn và có thể rất là hào hứng của tất cả những người thân hữu đến đón tiến sĩ Quân tại phi trường LA. Bên cạnh tiến sĩ Quân là bà Diệu Hoa, mẹ của bà Mai Hương, và kế đến là phu nhân của ông là Mai Hương và ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, cũng đang đứng kế cận để đón chào sự trở về của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Như quý vị thấy, toàn bộ tất cả phóng viên báo chí đều có mặt tại phi trường LS để đưa tin về sự trở lại của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân xin gửi lời chào. Chương trình chúng tôi sẽ phát vào tối nay. Tiến sĩ Quân sẽ nói vài lời với tất cả đồng bào đang chờ đón tiến sĩ Quân trở về và nhìn vào vấn đề tiến sĩ Quân. Cảm ơn tất cả những người cô chú kịp có mặt. Let's get you right over here to this area, sir. Right over here. Go right over here. Me. Great. You know, this is the rose, the goal of all the Vietnamese and American people here. What went through your mind when you learned you were going to come back home? 2 hours before I come to the flight. 2 hours early. Were you surprised to know that you'd be released? I don't think about whenever I come back, but I have to bring some food here and come back. Let's bring you on over here, sir. Right over here. Excuse us, guys. Thank you very much. Thank you for complying. Right over here, sir. Thank you. Cảm ơn tất cả mọi người, và tôi cảm ơn cái người mà tôi luôn luôn nghĩ đến nhiều nhất, đó là bà xã của tôi. This is my wife. What is it like to have your husband? What's going through your mind as a wife to have your husband next to you right now? I'm so happy and I feel very calm, very peaceful. All the fear, the scare is gone. I'm so happy. Did you ever imagine this day would happen after we spoke to you weeks ago? I dream about that every night. What did he just say to you? I said I love you a lot. And I feel I'm near you every minute in the shower. Very close. Very close. Now, even closer. Were you worried you may not come home? What went through your mind during that time? What were you thinking? How were you feeling? I don't know, but I'm ready for the trial. But unluckily, they don't let me in the trial. I want a lot of things to say in that. I say about my friend, all the people, or young people that back then, do the same thing as me. I want to tell, because if I work on the cloud, the light
will focus on that. So the light go away. So that's why I want to be on the farm. And I think they don't dare to let me on it. That's will it. You go back? Huh? Will you go back? I don't know. I'm ready for that. Mm-hmm. You are ready for that. But she have to be accepted and try to be ready. How did you find out you were coming home? Where were? What? How did you find out? Oh, hi. A week ago, one policeman, and they come to me, and then they ask me almost the Lunar New Year. Do you remember your family? Uh-huh. And I said, of course, everybody, not only me, I remember. And then, what do you really mean? And then they asked me that, okay, if you want to remain, will you not doing what you were doing before? I know. I will follow my heart. Mm-hmm. What's it like to have your father back? It's a great relief. How did you get here? Tiến sĩ Quân, Tiến sĩ Quân. Tiến sĩ là người từ Việt Nam mới về. Ngày nay Việt Nam như thế nào, Tiến sĩ Quân? Tiến sĩ Quân, Lido Sài Gòn TV, chúng tôi muốn biết Tiến sĩ Quân từ Việt Nam mới về. Ngày nay Việt Nam như thế nào, Tiến sĩ Quân? Ngày nay thì tôi chưa được kịp nhìn. Từ cái phi trường á, thì tôi vào rồi. Thì cũng kèm với lại cái câu hỏi của anh lúc nãy, thì thực sự ra cái chuyến đi của năm 2012 đó thì là tôi đoán, hoặc là tôi thực sự tôi biết rằng là trên 70% là tôi sẽ bị bắt giữ. Nhưng mà tôi có hai cái phương án số 1, nếu không bị bắt giữ thì tôi làm một số việc cá nhân của tôi. Còn nếu mà phương án thứ hai mà bắt giữ đó thì tôi làm cái việc như hôm nay, nghĩa là được gần gũi, được chia sẻ những cái gian nan của những anh em trong nước. Và may mắn tôi đã chia sẻ được, tôi đã gặp những anh em đó trong đó, ở trong tù. Và dĩ nhiên gặp ở đây là không thấy mặt, nói qua nói lại. Và tôi gặp cả anh Điếu Cày, gặp nói chuyện được với anh Điếu Cày và nói được với những người đi đấu tranh sắp tới nữa. Thôi, tôi cảm thấy tôi rất là may mắn được gặp gỡ và chia sẻ những cái đó. Và tôi cũng mong anh thông dịch luôn hỏi tôi chứ không tôi có ai thông dịch để cho tôi phát biểu tiếng Việt cho nó thông tin hơn. Okay, what you just said that before he went to Vietnam, he had two plans. The first plan was if he were not being captured, he would do something. Yeah, that's a great haircut, too. Second plan, if he were captured, I don't think they treated him okay. He would have the second plan to execute. And he couldn't even read, so they wouldn't let him. He feels that he's accomplished what he had done in jail. I'm glad he's still healthy and happy today. While he was in jail, he was able to share the difficult circumstance condition of a prisoner with other prisoners who were in the same situation. And thirdly, he also was able to meet with some of the famous dissidents in Vietnam, like Mr. Nguyễn Văn Hải, a blogger named Điếu Cày, and he, I think Điếu Cày received like 8 years in prison. 12 years in prison. And 5 years. And 5 years of house arrest afterward. Mm-hmm. So it is an opportunity to share the hardship with other prisoners. I will share the detail later. Tiến sĩ Quân, cách đây 3 tuần lễ chúng tôi có phỏng vấn bà phu nhân của ông. Cách đây 3 tuần lễ chúng tôi có hỏi bà phu nhân của ông là liệu chuyến trở về của ông có chuyến tiếp nữa không, thì bà cho biết rằng Việt Cộng cũng không cấm được bà, cũng cấm được tiến sĩ. Vậy kỳ này tiến sĩ có trở lại Việt Nam nữa không? Thực sự ra khi nào tôi về thì sẽ biết. Khi nào tôi về thì biết. Tại thường thường như vậy, năm 2011 tôi về không biết, thì bây giờ biết đây. Okay, the question was kính thưa quý vị, chúng tôi thường trình tại phi trường LA, Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những tin tức về tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong chuyến trở về lại Hoa Kỳ. Kính chào. The reporter has interviewed his wife.